Hôm nay sẽ làm video hướng dẫn cho mọi người cách gắn mật dầu của con máy BX1004 này nha. Máy có bộ tiếp mật dầu này nha. Máy này nó có thể gắn mật dầu, mật nước, mật nhiệt đều được nha. Máy Epson BX1001, 1004 này. Máy nó in được của A3 luôn nha. Bên này là máy gắn hệ thống mật nước này. Đây là máy gắn hệ thống mật dầu. Đang muốn gắn thì tiên máy đặc biệt này nó có dây mật thải nha, chúng ta bỏ vô cái hũ này nha, lưu ý. Đây, cái dây mật thải này chúng ta bỏ vào cái hũ này để cho nó thải trong cái hũ nó khỏi tràn lên rồi. Chúng ta mở máy lên nha. Rồi, sau khi mở máy nó báo cái đèn mật này nè. Chúng ta bấm vô nha. Bấm vô cái nút mật đó. Ta bấm vô cái nữa nha. Người bấm cho nó ra ngay chỗ chính giữa năm cái hộp mực này nha. Rồi để chiếu nó chưa ra được, bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cụ thể nha. Tại vì vừa làm vừa qua nó hơi khó để bỏ điện thoại. Mật của nó nha. Mật của nó có chip này, ta gắn chip đi nha. Ta lưu ý chúng ta gắn từ từ thôi, không nó gãy chip này. Ta gắn nè. Ta bỏ vô cái rãnh này. Người cắt cái tên này, nếu nó không vừa, mọi người cắt cái tên này đi nha. Dòng này nó rất là đẹp nha và nó bền nữa. Mọi người muốn mua máy thì liên hệ công ty, nó có đường link bên dưới, bên đó người ta sẽ cung cấp cho mọi người. Máy nó in được mực nhiệt, mực dầu, mực nước đều được nha. Rồi chúng ta bỏ luôn qua nè. Nên tất cả loại mực đều được nha. Rồi sau khi bỏ nè. Con này in được của A3 luôn nha mọi người. Nên rất là đẹp. Chúng ta bấm vô cái nút mực nha. Rồi bấm cho nó chạy ra giữa này. Nó ra giữa này nè. Người bỏ bộ mực này vô nha. Ra giữa xong ta bỏ. Ta đẩy mạnh xuống. Rồi. Ta kẹp cái sợi dây nha. Rồi bấm vô nút mật hai cái. Máy này nó in nhiệt, in quần áo rồi rất là ok nha mọi người. In ảnh rồi, in ảnh thẻ rồi ok lắm. Mà giá nó vừa giá nữa. Mọi người có mua máy thì xem cái đường link bên dưới hoặc liên hệ số điện thoại bên dưới nha. Bên đó người ta sẽ cung cấp cho mọi người. Mọi người có vấn đề gì kỹ thuật không hiểu thì comment phía dưới mình hướng dẫn nha nha. Hình ảnh rất là đẹp. Để bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mọi người, mọi người hình ảnh thử cho mọi người luôn. Này, sau khi chúng ta gắn vào một cái đèn mực nó hết báo là nó ok nha mọi người. Rồi. Rồi giờ nó thải mực rồi. Rồi nó thải mực đó. Tại vì lần đầu nên nó sẽ vệ sinh, nó sẽ kiểm tra hết. Sau khi nó kiểm tra nó đứng đèn nguồn này lại nè, đứng đèn nguồn lại thì chúng ta mới có thể in được nha. Cái này con máy này chúng ta mua con này.
chúng ta sử dụng thì nó vừa giá tiền nè, nó mau lấy lại vốn nè, mà nó in được của A3 trở xuống nha. A3 trở xuống thì chúng ta in được của giấy A3 trở xuống, giấy nào chúng ta in được đó. Mình nó in ảnh rất là đẹp nha. Đó, mọi người lưu ý thì nếu như kinh phí chúng ta thấp thì chúng ta có thể lựa chọn máy dòng máy này nha. Còn chúng ta có tiền thì chúng ta sử dụng máy dòng máy cao cấp hơn, như máy Epson là 1800 rồi đó, 1390 đó, G4500 đó, nhưng mà giá nó hơi cao, lấy lại vốn thì nó hơi lâu, tùy theo mọi người thôi, tùy theo nhu cầu của mọi người thôi. Mọi người muốn dòng nào thì mọi người có kinh phí như thế nào thì mọi người xài nó thôi. Nhưng mà mọi người ít như mình thì mình xài mấy con này. Xài nó vừa thôi. Chúng ta in thiệp cưới, tờ rơi gì cũng được cả. Mà nó được của A3 nên nó tiện chúng ta được của A3. Chúng ta in bản vẽ đều rất ok nha. Nó đang vệ sinh nè. Đang vệ sinh nút mực lên. Nên bản vẽ cũng đều rất ok. Đợi xíu cho mọi người, sau khi nó kiểm tra xong cái đèn nguồn này nó đứng lại á, tôi sẽ test cho mọi người. Chúng ta test nó nha, rồi chúng ta cắm cái dây USB như này, chúng ta test nhé. Cắm cái dây giữa mấy anh em tính đó. Thì người có gì không hiểu thì comment mình hướng dẫn ra nha. Còn người muốn mua máy thì muốn tư vấn gì thì liên hệ số điện thoại bên dưới nha. Thì đó, người ta sẽ cung cấp hướng dẫn cho mọi người nha. Dòng này nó cũng có key reset đồ đầy đủ nha, mọi người muốn mua key là mua phần mềm gì thì liên hệ số điện thoại bên dưới luôn, bên đó người ta cung cấp đầy đủ cho mọi người luôn, mọi người chỉ việc mọi người liên hệ thôi. Rồi sau khi đèn nguồn đứng nha, rồi chúng ta sau khi đèn nguồn đứng bây giờ chúng ta tiếp tục, chúng ta nó đứng rồi thì chúng ta phải kiểm tra bản in của nó, test bản test của nó trước đã mới được, thì chúng ta mới bắt đầu in được nha. Đây, máy này gắn mực dầu nè. Mực dầu nó có ưu điểm là mực dầu xịn này á, nó có ưu điểm là nó khó bay màu nè. Thứ hai là nó không có bị khô nhanh khô đầu in nha. Mực dầu xịn còn mực dầu giảm thì nó nhanh khô hơn, nó dễ bị khô đầu in. Còn chúng ta xài cái mực dầu xịn này thì nó rất là lâu khô đầu in nha, chúng ta xài rất là ok luôn. Rồi bây giờ sẽ test thử cái bản test nha. Chúng ta test cái bản test trước nha, nếu nó đều màu thì chúng ta in ra nó ok nha. Rồi, khi sử dụng thì chúng ta lưu ý nè, cho mình một ngồi chúng ta để bằng máy nè. Rồi, test cho mình test nè. Mình test rồi thấy không? Nó in ra đầy đủ tất cả các màu vậy nè, bây giờ là chúng ta in ok nha. Đầy đủ màu đen, này, đỏ, này, xanh, vàng, đỏ, xanh, chúng ta in ok. Và chúng ta lưu ý nè, khi cái bình mực ngồi này nè, cái bình mực ngồi này nè, khi sử dụng thì chúng ta lưu ý, ta bỡ hết nút nhỏ ra nha, để cho nó không mực nha. Bỡ hết nút nhỏ ra, bỡ hết nút nhỏ này cho nó không mực, chúng ta đáo thì nó sẽ giữ bị khô mực nha. Bây giờ ta sẽ test thử tấm hình cho mọi người xem nha. Con này em hình rất là đẹp. Chúng ta muốn in giấy ảnh đẹp thì chúng ta, để tôi bỏ tờ giấy ảnh cho tôi test cho mọi người nha. Mọi người đợi xíu. Này, giấy ảnh nè. Giấy ảnh này cũng rẻ nha. Mọi người muốn mua thì dưới đường link nó có mô tả, mọi người thích cái đó mọi người chúng ta bỏ vô đây nha. Rồi, bây giờ chúng ta in thử nha. Giờ tôi sẽ in thử cái tấm hình nha. Chúng ta đây, giờ chúng ta mở lên. Rồi chúng ta bấm in thử Green. Rồi chúng ta chọn cái máy đây. Đó là BX1004 cấp B3. BX1004 cấp B3, chúng ta chọn đúng cái máy của chúng ta mới in được nha. Chúng ta phải chọn đúng cái máy nha, BX1004 cấp B3 này. Rồi chúng ta in thử tấm hình nha. Rồi chúng ta bấm in thôi. Khi anh chúng ta chọn giấy photo đó, chỉ cho mọi người nè, cái giấy này nó đang in nè. Tôi chỉ lại nha, quên chỉ cho mọi người cách in ảnh. Khi in ảnh thì chúng ta chọn cái loại giấy
photo này này, photo matte paper cũng được, hàng photo fire paper cũng được. Rồi xong chúng ta chọn chất lượng cao lên, đó thì nó lên đẹp nha. Quality này chúng ta chọn chất lượng cao lên, nó lên rất là đẹp nha. Đó, khi in ảnh thì chúng ta lưu ý chúng ta chọn vậy thôi. Rồi giờ sẽ test thử tấm hình nha, test cái nửa máy lên nó coi, nó đang in nha. Máy này nó in được của ba rồi, rất là tiện nha mọi người. Con này nó in đó. In văn bản đều rất ok rồi, in văn bản rất là nhanh nha. Giờ theo test tấm hình cho mọi người xem. Chúng ta sử dụng cái mực dầu này thì nó không có bay màu nha mọi người. Chúng ta xài rất là ok luôn. Nó sử dụng mực dầu này, mực dầu xịn nên là nó khó khô đầu in nữa. Mọi người muốn mua mực hay là mua máy gì mọi người liên hệ số điện thoại bên dưới nha. Chúng ta sẽ sử dụng đúng mực, đúng máy của nó thì nó mới bền vào khung nha. Chúng ta sử dụng mới được lâu dài được. Còn chúng ta sử dụng từng bậy từng bạn thì nó dễ nhanh hư đầu khung của chúng ta thôi. Nếu mực nó không đúng á, chúng ta lưu ý điều đó thôi nha. Con này nó in được của khổ A3 nha, mọi người lưu ý nha. Khi in của A3 thì chúng ta kéo giấy ra dần, chúng ta kéo in của nhỏ, chúng ta kéo nhỏ, in của nào chúng ta kéo của đó thôi, rất là dễ nha. Chúng ta in cái của nào chúng ta kéo của đó. Nó lên mực dầu này nha, mình rất là sáng, rất là đẹp nha. Mực dầu rất là đẹp. Rồi nó in văn bản này, in văn bản rất là nhanh nha. Cái in văn bản là khỏi chê đâu, mọi người xài con này là khỏi chê luôn nha. In văn bản cực nhanh, in ảnh rất là đẹp, rất là nét nha. Và đặc biệt cái mực dầu này nó không có ba màu nha. Dầu này chúng ta để ảnh 5-10 năm cũng ok luôn, nó không có bay màu luôn. Mọi người lưu ý nha. Xài con nào nếu chúng ta muốn ok, chúng ta gắn mực dầu xịn nha. Có rất nhiều loại mực dầu, nếu chúng ta xài mực dầu tốt thì nó bền là phun thôi. À, mọi người có vấn đề gì không hiểu thì comment phía dưới mình hướng dẫn nha. Lưu ý khi sử dụng cái bình mực ngoài này chúng ta mở hết nút ra. Và cái dây mực thải chúng ta bỏ vào cái hũ nha. Còn chỉ như vậy thôi. Rồi, chào mọi người nha. Mọi người có xem được video nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ mình nha, để mình ra nhiều video hướng dẫn cho mọi người nha. Mọi người, mọi người.